Yeah. Welcome to Underground Talk Show. 7 giờ tối tiếng Nam hàng tuần tại Sony Grand Channel. Nơi mày thấy idol của mày vẫn chưa từng mất chất. Từ những kẻ vô danh từ tốt bước lên tầm cao ngất của nghệ thuật. Đồng tay nắm bắt không mi tu tạo vững từng ngày phát triển. Bao công sức họ đã bỏ ra không phải như cát biển. Khó khăn chồng chất hay đã vẫn luôn muốn thấy tụi tao ngã xuống. Nhưng càng ghét tao càng thành công hơn cả những gì mà tụi tao đã muốn. Keep it real, man. Vẫn tự hào mình là đứa con của Underground Man. Keep it real, man. Hôm nay đứng ở đây chắc chắn tao vẫn là Underground Man. Underground Talk. Underground Talk. Rồi. Xin chào các bạn, mình là Sáu Yêu Gai, các bạn đang xem chương trình Underground Talk mùa 2 với khách mời một khách mời cũng được nhiều bạn yêu cầu là Lan Audi. Lan có thể giới thiệu đi em. Yeah, chào anh Sói. Chào tất cả các bạn đang xem Underground Talk Show. Và mình là Lan Audi. Như một lời hứa với anh Sói là mình sẽ quay trở lại với chương trình này. Vì mấy tập trước anh em mình quay bị lỗi. Cho nên là hôm nay mình quay trở lại. Thật sự nếu mà nói các bạn là thật sự là Lan là một cái người mà rất là cực trong cái show này các bạn. Tại vì các bạn coi đây nhưng mà lại quay là gần qua thứ 3 rồi. Lần quay đầu là hồi là con quay bên mấy cày đúng không? Đó là giờ là bị mất khoai hay gì đó. Rồi lần thứ 2 á là cái đây cũng lâu rồi. Lúc đó quay thì cũng bị âm thanh nó bị dở vậy là cũng bị lâu quá rồi. Tới bây giờ là lần thứ 3 mời Lan. Phải mời Lan quay lại lần thứ 3 để quay lại một lần nữa thì đó. Nhưng mà Lan rất là nhiệt tình. Thì nói chung là em cũng hiểu về anh em mình cũng top cho nên là nói chung là nó sẽ thường gặp nhiều cái lấn cấn như vậy. Thì có thể các bạn chưa biết nhưng mà đây là lần thứ 3 Lan quay lại rồi các bạn. Dạ. Tại vì sao ta? Hai lần đầu là lúc nào cũng bị lỗi ấy, mà rất là ngại á Lan luôn. Thật sự là mỗi lần thì Lan phải mất thời gian đi lên rồi trả lời anh em nói chuyện xong rồi cuối cùng về bị lỗi mình rất là ngại. Mà khi mà mời lần nữa thì Lan vẫn rất là vui, happy, vẫn xuất hiện rất là đẹp. Đây sẽ là 15 giây, mùa 2 này sẽ có 15 giây dành cho nhà tài trợ. Hoan đã đầu tiên cũng phải nói luôn là có nhiều bạn hay hỏi quán cà phê mình quay là ở đâu ha. Thì đây là quán MC House của MC 12 ở địa chỉ là 30 Cô Bắc nha các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ. Đây có nhiều hơn, số này có hơi nhiều hơn bình thường chút ha. Đây là một cái cúp các bạn. Cái cúp để làm đây là một cái bình bông của Stone Station và OG Station ha. Đó một cái này rất là đẹp các bạn. Còn làm gì thì anh xui một cái bình cắm hoa thì anh em bên trạm với trạm. Đây còn đây là một bộ vép dầu dép ben, nào phải là vép kiểu CBD cổ Mỹ đó nha các bạn. Đây là mạnh hơn nhiều nha. Đó, đây một bộ này. Cái hộp quẹt nữa. Đó. Cái này là vép cai thuốc lá nha mọi người. Cái này là khi các bạn dành cho các bạn bị khó ngủ đó các bạn. Đúng đó. Rồi. Rồi đây là một cái thêm một phần inspiration, một brand thì quần này cũng có tài trợ thêm quần áo nữa cho nghệ sĩ luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Màu xanh. Mình rất là thích màu xanh luôn. Cái lưng áo đây nè, để quay lại cái lưng áo nè, đó. Cái là nguyên một cái khu quận nhất luôn em. Nè, Bitexco nè, sau lưng mình nè. Đó không, nhà thờ nè, đó, 420 đó không. Chợ Bến Thành, đó nè, rất là hay nha các bạn nè. Của Inspiration. Đồng hồ chợ Bến Thành 420 hả? 420, 420. Chỉ có đồng hồ điện tử luôn mới ghê. Ghê. Đó. Xin cảm ơn tất cả nhà tài trợ. Thêm một cái quần luôn. Đây. Là có độ cái quần giống như mình đang mặc đó các bạn. Rất là đẹp. Đây. Cũng của Inspiration luôn. Xịn. Xịn xò. Đây em bỏ hồ vô cho. Rồi bỏ giùm anh luôn. Đó, rồi, cảm ơn nhà tài trợ nha. Rồi. Ok. Đi chơi còn được quà. Đi chơi còn được quà nữa các bạn.
Lăng có thể giới thiệu chi tiết hơn về bản thân của mình này, mình sinh năm bao nhiêu rồi, quá trình mình chơi hip hop làm sao? Dạ, thì em sinh năm 96. 96. Trước khi chơi rap thì em chơi hip hop, thì em chơi b-boy trước, b-boy. Năm 12. Thì lúc đó ở Tiền Giang á, em chơi ở Tiền Giang á. Thì lúc đó Tiền Giang thì khu của em là ngoại ô. Nó chưa có có một cái thứ gì gọi là hip hop liên quan đến á. Thì lúc mà em đi ra một cái thành phố lân cận đó là Long An, thì ra đó xong rồi thấy người ta nhảy thích quá, rồi mới đi, đi ra đó xin học nhảy. Rồi trong cái thời gian mà mình chơi b-boy đi đấu giải, rồi gặp vài người anh em, người ta biết thu âm, thì trước đó đã nghe nhạc rap rồi, thì cái cơ duyên là mình biết được thu âm như thế nào rồi mới bắt đầu viết rap. Tức là trước đó đã nghe nhiều rồi. Rồi mình vẫn chơi song song hai bộ môn đến bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái quá trình mà em chơi khi em biết rap á là có ai hỗ trợ cho em không? Em nghe ai đầu tiên, em nghe từ những người nào đầu tiên và mình lấy cái nguồn cảm hứng đó? Em cũng không có kiểu mọi thứ đi qua như khoảnh khắc vậy anh, em cũng không để tâm nhiều, nhưng mà kiểu nó nói như thế nào ta? Tức là đầu tiên em nghe thì nó không từ cái hip hop gì hết trơn á, đó là em đi, mẹ em dắt em đi ra chợ. Đó là nhỏ xíu à, lớp 5, lớp 4, lớp 5 gì á. Đi ra chợ với má. Ở mua cho cái CD 5.000 đó là đĩa của Kim mà thích Kim coi nhảy b-boy. Kim thì... là hồi đó là kiểu như là Kim Jojo, ngày xưa gọi là Kim Jojo. Kimmy, nhưng mà ý là ngày xưa tên là Kim Jojo. Hình như hình như là vậy á anh. Tại vì lúc mà trên CD đó chỉ để Kim thôi chứ không phải Kimmy nữa. Nhưng mà là trong cái đĩa đó người ta là đĩa lậu á, người ta sang băng á, người ta ghép mấy cái clip nhảy b-boy vô. Thì mình khoái nhảy, mình mua về mình coi. Cái gà chợ kêu bán còn cái đĩa nhảy hip hop á. Thì ba bán cho cái đĩa đó, xong rồi về nghe thì trong đó lại là nguyên cái album Máu Xanh của Kim. Thì Hãy Là Chính Mình, rồi Niềm Tin, Thế Là Quá Đủ, Áo Xanh rồi. Thế Là Quá Đủ rồi gì em gì đó. Ai Yêu Em gì đó không nhớ nữa. Cũng lâu. Đại loại nhưng mà chỉ có một vài bài tiêu biểu là em thích thôi, có Hoài Bảo nữa. Thì đó là nghe từ lúc đó. Là lúc đó là vẫn chưa biết internet là gì hết trơn á. Rồi với em rồi. Dạ chưa. Hồi đó là em 10 tuổi là cũng năm ổi giờ nó cũng chưa internet luôn á ta. Không, tại vì khu của em nó là thuộc ngoại ô anh, nó không nó chỉ là cái tỉnh thôi. Là chỗ em ở là xã huyện á. Nó tiếp cận mọi thứ rất là chậm. Chưa có ánh sáng văn minh chiếu tới. Chỉ len lỏi, anh chỉ tìm được đường đi khi mà anh len lỏi vô tình, anh đi tới đây anh biết đường chút, đi tới kia anh biết đường chút. Thì anh mở mang ra thôi. Ra thì không có cách nào để tiếp cận, cô không có internet, cô không có một cái nguồn gì để anh tìm kiếm hay hiểu biết. Rất là khó. Thì sau này dần về sau thì nó anh em ở thành phố Mỹ Tho rồi thành phố Tân An chơi nhiều hơn dần. Thì mình mới đi tìm hiểu được. Kiểu quen, mình chơi rồi mình mới được quen, rồi mình mới được trao dồi này nọ. Cũng khá là khó. Khá là khó. Mà có trong quá trình đó là có cảm thấy khó, nếu mà em nói là nó khó như vậy thì tại sao mình vẫn là mình đam mê đến như thế nào, mà tại sao mình đam mê đến mức là mình là chơi đi theo một dù thấy nó khó vậy. Giống như em nói là ở chỗ em là cái em câu chuyện em nói thì anh thấy nó giống với Ricky á, là kiểu là ở những cái tỉnh, nhưng là anh làm cha thành phố, anh là người thành phố thì anh thấy cái chuyện đó nó bình thường đó. Mình nghe mình gặp mọi thứ đó đều đơn giản lắm, trên đây là gặp tụi sao rap đồ anh em ra cái là gặp nhau rồi nó mình anh thấy câu chuyện trên Sài Gòn thì nó đơn giản rất nhiều so với những anh em dưới miền quê đúng không? Dạ. Thì tại vì nói chung nói khó thì khó theo cái cách mà khi mà mình nhìn lại cái quãng đường mình đi qua thì thấy nó khó, nhưng mà cái lúc mà anh ở đó hay là những cái thứ anh làm á, anh không có đặt cái kỳ vọng anh cao hay là anh không có mơ ước gì cao hết trơn á. Anh chỉ thích anh muốn làm thôi, nhiều khi anh làm sao cho nó giống vậy thôi là anh vui lắm rồi. Đúng rồi. Đưa mấy bạn nhưng sớm nghe là được là vui rồi. Giống như ví dụ như anh thích rap, anh muốn nghe anh rap làm sao á. Anh mở cái giọng của mình đúng không? Anh mở cái điện thoại này có một cái beat nè. Xong rồi anh rap vô. Xong rồi anh lấy cái điện thoại khác anh ghi âm lại. Là anh sẽ nghe được bài rap có giọng anh. Đúng rồi. Nhiều khi nó chỉ cần là anh vậy thôi là anh thấy anh vui rồi. Cái là rồi em nói tiếp đi. Đó thì nói chung là mình không có đặt cái tầm nhìn mà là mình đi tới đâu mình phải làm gì đó nó chỉnh chu, là nó ghê gớm lắm.
cho nên là thấy nó khó, nó khó về mấy cái cơ sở vật chất mình không có, nhưng mà mình khoái, mình cứ làm từ từ nó cứ, mình vừa làm nó vừa phát sinh ra, mình làm nó phát sinh ra, nó đi dần dần dần, dần nó mở ra. Rồi đến lúc nào thì em nhận ra là mình có cái này là mình sẽ đi theo con đường này nó lâu dài, nó mình sẽ đặt một cái mục tiêu nó xa hơn là việc là làm cho vui như vậy. Thì kiểu lúc đó em cũng không nghĩ là em đi theo lâu dài hay là sao hết trơn, mà giống như là sao đó, bản thân mình mỗi ngày thức dậy mình chỉ biết làm nhiêu đó việc thôi. Tức là nếu như một ngày 7 giờ tối anh sẽ đi đá banh đi, thì chắc chắn 4 giờ chiều em phải đi tập b-boy. Nếu mà giờ đó không tập b-boy không biết làm gì hết trơn á. À vậy luôn á, tức là không có gì để chơi đâu. Tức là ở cái khu cái khu anh sống nó sẽ không có cái hoạt động gì để anh làm ngoài cái việc anh thích làm gì anh làm đó. Ví dụ bạn em đi học về nó chạy quýnh bia hoặc là đi bắn đột kích hay chơi gió lâm thì em lại xách xe đạp em chạy đi Long An em tập đi bôi nó là sao lại là sao tầm 14 cây số anh. Em đi xe đạp quá hả? Xe đạp điện, nhưng mà tức là em có hai chiếc xe, một chiếc mặt tiền với chiếc đạp điện. Thì sáng em phải đạp chiếc mặt tiền đi học để mà sạc điện chiếc xe đạp điện của em, thì chiều em về là em sẽ rút điện ra rồi em chạy Long An, tối em đạp ngược về. Đạp tức là tại vì nó không có đủ điện. Buồn. 14 cây là xa lắm nha. Sao phải lộn luôn mà em đạp được hả? Lần đầu anh đi anh sẽ thấy đủ quá, đi hoài không có gì ta. Nhưng mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng đi qua anh cảm thấy đoạn đường nó như một thói quen anh. Nó bắt đầu dễ dàng với anh liền. Trời ơi anh không nghĩ là em vì nhảy Red Dead mà em chịu khó không đi xa mà mỗi ngày luôn nha. Đạp, đừng nói là đi xe đạp điện nha, đi xe máy một ngày kêu anh đi 30 cây đó là anh còn quần nữa, chứ đừng có nói là đi xe đạp. Không, nhưng mà có một cái em thấy phải công nhận và phải cần gọi là sao ta, là phải trân trọng và tranh thủ trong khoảng thời gian đó. Tại vì lúc mình trẻ nhất á, mình đang sung sức á, đúng rồi, mình đang máu á, là lúc đó mình có thể làm được mọi thứ luôn á. Đúng rồi, năng lượng rất là nhiều. Chứ bây giờ mình lớn kiểu nhiều khi mình có cái việc này việc nọ để đi thiệt, nếu như bây giờ mà kêu chạy 30 cây để đi nhảy chắc không làm nổi đâu, đúng không? Thật sự luôn. Thì khoảng thời gian đó em đâu có làm gì ngoài việc em đi học với lại em làm thứ em thích đâu. Thì cuộc sống em nó cũng khá là bình nữa, kiểu nó. Vậy lúc đó em có nghĩ là mình sẽ đi theo cái hướng là dancer chuyên nghiệp không, hay là như có thế nào? Có. Ở trước khi mà em quyết định làm đi theo nhạc rap sâu hơn á, thì em đã quyết định làm dancer. Đó là em lần đầu tiên lên Sài Gòn á, là em đã lên đây để em đi học dancer ở vũ đoàn bước nhảy. Vũ đoàn bước nhảy. Yeah. Em đã tập ở đó một thời gian và tham gia nhiều cái nhóm khác để mà đi biểu diễn. Đó là kiểu diễn thời vụ, mình chỉ đến đó mình tập bài. Nhảy bài. Người ta chỉ dạy cho mình cái bài đó một lần một thôi. Anh phải thuộc cái bài đó. Một lần thôi hả? Khó vậy ta. Anh sẽ phải ôn và anh quên chỗ nào thì anh hỏi lại, nhưng mà không được hỏi quá nhiều lần đâu. Tại vì những chỗ đó người ta chỉ cần người diễn thời vụ thôi. Đó. Thì những cái lễ hội giống như những cái Halloween rồi những cái Giáng sinh hay là những cái lễ lộc gì đó người ta cần nhảy, là cả đám cưới mở màn. Thì lúc đó có đủ thu nhập mình làm em này là vì đam mê hay là vì cũng là vì mưu sinh nữa hay là cả hai. Tại vì mình buộc phải có hai thứ đi song song, đó là vừa nâng cao bản thân và cả duy trì cuộc sống ở đây nữa. Nhưng mà theo anh biết thì em thích về rock dance chứ không phải là về nhảy bài đúng không? Đúng rồi. Tức là hai cái nhảy bài là đúng kiểu đang kinh tế luôn các bạn. Còn rock dance là đúng rồi, đam mê. Câu chuyện ở giữa đó là như vậy. Đó là lúc mà em suốt ngày lúc về thời gian sau, lúc mà em đã chơi lâu rồi á, thì lúc nào em cũng tối ngày em lo nhảy rồi em rap riết này kia, có gia đình em lo quá em nó không chịu đi học nữa rồi. Không có nghỉ học luôn à? Hay là sao? Thì nhà em mới kiểu muốn thôi bây giờ thích nhảy không thì thôi để tao gửi mày lên Sài Gòn đi học này nọ để cho mày nhảy chuyên nghiệp luôn. Thế mà thích cái gì định hướng cái gì thì cho nói, cái đó thì luôn sẽ cho đi theo cái đó. Nhưng mà lại định hướng xa cho mình đó là đưa mình qua nhảy. Tại vì thật ra nếu mà nhảy rất đen bình thường thì cũng khó làm kinh tế đúng không? Dạ. Khó làm kinh tế nhảy cái đó nó chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của anh và anh phải đi xa hơn chứ không ở thị trường Việt Nam được. Việt Nam thì B-boy sẽ ở thời điểm đó không có làm ra tiền. Vậy cả là anh nghĩ là thời điểm này thì cũng tức là những cuộc thi nhảy trên truyền hình thì nó cũng không phải là tập trung vào cái việc bubble move như vậy đâu. Bấp với lại nó cũng là một con số hiếm hoi dành cho một số ít người.
về kỹ năng của mình, có thể mình có sự đam mê đó, nhưng mà chưa chắc kỹ năng của mình nó đã tốt. Dạ. Mặc dù mình dành rất là nhiều thời gian mình tập cũng vậy. Đó là một cái thực sự là anh rất là hâm mộ những người mà b-boy nhảy red dance luôn á, tại vì đó là cái nỗ lực á, tại vì anh có một em ruột ngày xưa nó cũng nhảy red dance, đó là anh thấy là cái sự mà nỗ lực của một người b-boy nó cực kỳ như so với là nhảy bài bình thường thì rất là nhẹ nhàng luôn, nếu mà so với b-boy là người ta phải bỏ ra cả mồ hôi, có thể là máu nó chấn thương hay đổ mặt nó chấn thương như chơi như cơm bữa, mà bỏ tập rất là một chiêu một qua tập cả tháng này qua tháng nọ tháng kia tập mãi mới được một cái skill đó, rất là cực mà kiên nhẫn nữa anh. Giống như trước khi mà giống như có trích rùa đi, anh búng rùa đi. Trước khi anh muốn búng rùa thì anh phải dành thời gian ra để anh tập che rùa. Anh tập vậy cho tới khi nào cái basic anh nó cứng trước thì anh mới bắt đầu anh tập búng rùa được. Và khi mà anh búng được rùa anh mới chuyển qua combo một tay được. Nó cũng là một cái quá trình từng bước để mà mình luyện nữa. Và khi mà em cái động lực nào khiến cho em có thể là đi theo một con đường mà thứ nhất là nó rất là gian khó, mà thứ hai là nó cũng không như em nói là nó không có làm kinh tế, nó không có ở Việt Nam mà nó không có phát triển mạnh về cái việc đó, thì cái động lực nào để khiến cho em mà có thể gạt qua, như kể là em hồi xưa là em ở dưới quê nữa chứ không phải là ở trên Sài Gòn thì ít nhất là mình còn thể thấy nhóm này nhóm nọ nó giao lưu nhau, có cái sự hào nhoáng, nhưng nó còn dưới quê chắc là mình tập là kiểu đúng là kiểu tập ngày này qua ngày nọ qua ngày kia mà rất là cực như vậy, thì cái đam mê như thế nào, đến mức như thế nào mà em có thể chạy theo đuổi nó đến tận bây giờ? Chỉ đơn giản là mình thích thôi. Thích thôi đúng không? Mình thấy người ta làm vậy đó, mình thích làm giống như họ. Mà bây giờ mình, tại vì bây giờ mình không biết mình làm cái gì hết trơn á, mình không lẽ mình cứ đi học vậy. Trong cái lúc đó nhỏ mà, anh chỉ biết đi học thôi. Còn lại kêu anh định hướng tương lai làm gì ta, bác sĩ, kỹ sư, làm. Khó quá. Mình không có cảm thấy một sự hứng thú gì với mấy cái đó hết trơn á. Tức là từ ngày xưa là em định hướng là em sẽ làm b-boy luôn. Lúc đó em cũng không biết là sau này em làm gì á, nhưng mà em chỉ biết là em thích cái gì em sẽ làm đó. Là khi mà em thấy người ta nhảy hip-hop, em thấy quay vậy đó em khoái, thì em tìm cách để em tiếp cận á. Trước đó thì em coi đĩa, em nhảy tàu lao bom binh ở nhà á. Sau đó thì đến lúc mà lớn hơn xíu là lúc em nói 12 tuổi á, thì có một cái người chị dẫn đi Long An chơi, rồi thấy người ta nhảy ở ngoài mắt, trong tầm mắt mình thiệt luôn á. Người ta nhảy vậy đó. Đó giờ kìa. Mình chỉ thấy trong băng đĩa thôi, bây giờ mình thấy được ở ngoài đó. Nó nhảy vậy đó kìa. Thì chạy lại hỏi tập ở đâu, xin học đàng hoàng. Đúng ngày đúng giờ chạy ra đó, đi học từ cái ngày đầu tiên. Và một câu chuyện bắt đầu từ đó. Đến tận bây giờ vẫn còn riêng nữa. Thì em không có đặt cái tâm tư suy nghĩ cho cái việc mình làm hay là cái nội dung gì quá nhiều đâu. Em chỉ biết em thích thì em sẽ theo, em làm thôi. Thì từ đó nó phát sinh ra. Em là nhanh. Em là giống như khu đó, là có em với khu trong talk show là đều là b-boy, khu cũng chắc em cũng biết đúng không ta? Biết. Có thấy anh có đợt rồi. Ở là bình thường á là nhìn em với khu là nhìn bình thường rất là gầy gò nha, kiểu như khi mà khu mở miệng mở cởi áo thấy nó có muối rồi hay clip nó đáng ngựa rồi cái anh nhìn ngựa cái đây đáng ngựa rồi này thôi, nhìn mình tưởng là tại khu này hút rất là nhiều anh nữa, rồi chắc là nó đâu có tập thể thao vậy, trời thấy trời rồi đáng ngựa rồi cái kiểu anh cũng ngạc nhiên luôn á. Thì đến khi nào mà em bắt đầu, khi mà em làm dancer lúc đó em có, khi mà em phải đi nhảy bài nha, em nói là nhảy thời vụ thì nó vừa giữa đam mê và kinh tế, và em nói là cái đó là sai cái định hướng của em. Thì sau đó em giải quyết cái việc đó như thế nào, khi mình thấy bắt đầu thấy con đường này như nó không có đúng với cái gì mình muốn. Cái lúc mà em trước khi em lên Sài Gòn lần đầu tiên á, là lúc đó lên là mình ôm một cái giấc mơ hoài bão nó tươi đẹp lắm anh. Mình lên mình tưởng là mình sẽ được giống như là mình tiếp cận gần hơn được những cái mình làm rồi đó, mình sẽ được tự do đi lại đồ trao dồi, mà thực tế không. Nó chỉ là giấc mơ thôi. lên nhảy bài rồi sao đó. Tới khi lên rồi em mới thấy là cái sự chật vật của cuộc sống như thế nào bắt đầu thật sự đến với em. Tại vì cái thu nhập của người dancer cũng đâu có cao, thật sự là cũng đâu có cao đâu. Và với mọi cái khoản chi phí anh phải chi trả cho cái cuộc sống ở đây, tại vì gia đình hỗ trợ một phần nào đó thôi, tại vì gia đình em cũng khá giả lắm. Họ cũng chỉ có thể ủng hộ em là cùng. Thì vừa phải chi trả cho cuộc sống, vừa phải làm này làm kia, đến tối em về nhà đó thì nó hoàn toàn rất mệt rồi, và sáng hôm sau anh sẽ phải dậy rất sớm. Thì một ngày em có thể là em sẽ chạy một nhóm, hai nhóm, ba nhóm tùy theo cái khung giờ họ sắp để tập, và em phải nhớ được cái bài của từng nhóm để mà em đi diễn cái bài đó.
thật sự luôn, thật sự khó đó. Giống như anh, giống như anh là anh coi mà TV thấy những người vũ công họ nhảy á, cái bài á, những bài á, nó trời sao người ta có thể nhớ được chừng đó động tác trong một cái, một có thể hàng ngang gắn nhịp là phải là rất là nhiều bài nữa chứ không phải là một bài duy nhất nữa. Mình nói trời sao người ta hay vậy ta, ám ảnh lắm mà. Lúc đó em ám ảnh lắm, xong em mới quyết định là em về quê. Ờ nản cái về quê luôn, về quê mình cảm thấy đây không phải là con đường mình đang đi rồi. Không phải về quê tiếp tục đi nhảy b-boy với anh em. Ờ, nhưng mà về quê làm gì để sống, là về quê nhà nuôi thôi. Là lúc, nhà lúc thời điểm đó em về quê thì em quen được một người bạn gái, thì bạn gái em bán mỹ phẩm. À, em thì chỉ phụ bạn gái em đi làm shipper thôi. Rồi trong lúc đó là em có cái job show City Talk. City Talk 20. City Talk 20. Thì tối về mình cứ lên đó mình ráp chơi một tiếng đồng hồ, nó cũng thêm được khoản thu nhập cho em. Bù lại được là cái khoảng thời gian mình nó nới lỏng hơn nhiều. Là em có thời gian làm nhạc. Thì sau đó một năm em được anh Phúc Bồ mời lên Sài Gòn để làm việc chung. Cái cơ duyên nào mà Phúc Bồ mời em, biết đến em mà mời em? Rồi em thấy anh Phúc post một cái bài là muốn tìm mấy bạn trẻ để cộng tác. Thì em mới hỏi, em mới inbox thử. Em không nghĩ là ông trả lời em nữa. Nhưng mà cuối cùng ông lại trả lời lại em, xong rồi ông giống như là hỏi về danh tính này kia, dày, xong rồi ông gửi cho em con biết, ông kêu là em làm tuần rồi gửi lại cho ổng một bài, xong rồi 5 giờ sáng hôm đó em gửi lại cho ổng luôn. Là em nhận buổi chiều 6 giờ chiều hôm nay 5 giờ sáng em gửi lại. Thì ổng kêu em lên cái này mình có nói chuyện thì khi hồi đó anh cứ nghĩ là cái em chỉ phụ trách bằng đoạn rap thôi, còn đoạn đoạn hát, đoạn hút thì là do cây viết, nhưng mà sau anh mới biết là cũng là em viết toàn bộ bài luôn. Thì đó là một cái điều anh ấn tượng về em, là em có khả năng viết melody. Thực sự là không phải là anh em chơi nhau, nhưng chơi với nhau anh khen, nhưng mà thực sự là cái cách em viết melody nghe rất là thích nha. Kiểu anh rất là thích mấy cái như là bài Lấy Chồng Hồng Kông, hay là cái bài gì lần trước anh em diễn live trong cái studio đó. Lấy Chồng Đài Loan với là bài gì ta, bài Anh Nhà Quê. Anh nhà quê kể ra bài gì mà em kêu là Codeine trộn nước dừa á. Ta về website thôi em ơi. Anh rất là thích cái cách em đó, nghe nó rất là cuốn. Em có thể chia sẻ không, tại vì như thế nào, tức là thường á thì cũng tất nhiên là cái việc mà một người rapper mà viết melody thì cũng có trong trong mình, chứ không phải không có, nhưng mà không có nhiều, đúng không? Thường thì người ta thấy là thường là rapper họ hay, thường là rapper thường họ viết là đạn rap nhiều hơn là ít. Còn em thì anh thấy là em phát triển cái tiềm năng em viết melody rất là nhiều. Em có khi nào em nghĩ là em sẽ viết một cái bài hát, một hẳn một bài hát không, hay là em chỉ nghĩ là em sẽ chỉ viết những cái đoạn hút kiểu 8 câu vậy thôi? Giờ có thì công việc hiện tại của em vẫn là sáng tác đó, là em vẫn làm riêng về cái mảng là em sẽ viết nhạc và bán về chỉ melody thôi. Em bán anh hỏi tới vậy xíu là em bán là em làm ghostwriter hay là em bán em vẫn để là giờ tên có những sản phẩm sẽ là ghostwriter thôi. Còn có những sản phẩm mình vẫn đứng tên tác giả anh. Em cũng nhận ra là mình có thể viết được, nhưng mà mình không có dám tự cao quá cho cái khả năng đó. Nhưng mà thường người ta chỉ tìm đến mình rồi người ta đặt câu hỏi là anh thích cái màu giống như em vậy đó, thì anh muốn đặt bài em làm có được không, hay là anh có cái phim này anh muốn đặt một cái bài nhạc phim, thì đại loại là người ta thường đưa cái ý muốn người ta trước mà nó phù hợp với mình, thì mình mới xem xét là để em làm thử, nếu mà nó hợp thì anh lấy. Chứ là nó cũng không kiểu mình cũng không có đặt cái tao mình lên cao quá để mà mình nói tao viết cái này tao viết cái nọ, làm gì cũng được, cũng có. Mà thường người ta sẽ tự đến tìm em rồi mình nhận với thử sức, mà thường cái nào cũng chót lọt á. Thật sự là rất là anh thấy viết melody rất là cuốn luôn, thật sự là rất là thích luôn á. Không tự nhiên phiêu la thôi, chứ mình cũng gán để tập trung rồi đặt cái sự cảm nhận vô rồi em làm thôi, chứ giống như em nói em không có kiểu suy tính gì quá nhiều luôn. Mà anh có thể hỏi em cái là em sáng tác bây giờ là kiểu là sao ta, có bài bản không, hay là tới bây giờ, tức là anh chắc chắn ngay từ đầu là nó chưa có bài bản, nhưng mà tới bây giờ thì đã mình đã học thêm nhiều để mình có bài bản không, hay là vẫn là dựa theo bản năng thôi? Chắc là bản năng thì nhiều. Tại vì thường em giống như về cái mình học để mình biết trong đó nó có cái gì thôi, chứ thực tế ra em thấy nếu mà mình muốn làm nó thực sự khác biệt hay là tốt á thì mình không nên dựa vô kiến thức và kỹ năng quá nhiều. Có thể nó luôn cần
sorry đang bệnh. Chia sẻ xíu bạn là hôm nay là Lăng hơi sốt vì sốt, úp thấy bị sốt, cốt lay. Hôm nay là thật ra em quay là ngày Halloween các bạn, thì Lăng kêu là cốt lay làm người bị sốt. Còn năm ngoái vẫn sốt, hôm nay vẫn sốt ngày này. Nhưng mà lỡ hẹn anh em ekip rồi cho nên mình không có thể nào để người đợi được. Đúng rồi. Nếu mà em nói trong một cái một nếu mà mình làm về sáng tạo rồi á thì kỹ năng nó cũng quan trọng, kiến thức cũng quan trọng, nhưng mà cái sự sáng tạo nó cũng đáng được ưu tiên hơn hết. Không có thiên về một cái nào hết trơn. Có người học rất giỏi, họ nắm về căn bản rất tốt nhưng có thể họ sẽ không vận dụng nó bằng được hết, hay là nó cũng sẽ không gọi là quá đặc biệt nhưng mà nó sẽ chỉnh chu. Về kỹ năng hay là kiến thức nó sẽ làm cho một bài nhạc của mình nó chỉnh chu, nhưng mà cái hay nằm ở đâu, nằm ở tâm hồn và sáng tạo anh. Về cái cảm nhận của anh hết. Quan trọng nhất là một bài nhạc nó phải chạm được trái tim của người nghe, không? Chạm được cái cảm xúc. Thì em không biết mình có kiến thức hay kỹ năng hay không, em không hề nghĩ mình đang có cái gì hết trơn á. Khi em ngồi vô thì em sẽ cảm chứ. Rồi em cứ làm vậy thôi, tại vì thường một bài nhạc em làm thì nó cũng chỉ mình biết là có intro, có verse, có hook, có chorus, rồi verse 2, verse 3 rồi outro thế thôi. Thì nó vẫn lặp đi lặp lại, dù bài nhạc nó có sáng tạo cái nào nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng thì mình cứ đảm bảo cho mỗi phần của nó được gọn gàng nhất có thể, làm cho nó cái mood của người ta nghe từ đầu bài tới cuối bài làm sao cho nó dịu dắt cách thoải mái nhất trong cái khả năng mình có thể làm được. Có thể đối với người ta nghe nó sẽ không quá hay là sao, nhưng mà đối với bản thân mình khi mình làm thì mình đã cố gắng hết sức cho một cái bài. Em có nghĩ là trong tương lai có mình có muốn tham gia những cuộc thi sáng tác giống như là Sing My Song không? Có bao giờ ta thấy là cái đó năm rồi đó thì cũng có những anh em trong Underground đã tham gia đúng không? Và cũng cái giải quán quân đó là lộn xộn, tức là cũng là một nhóm nhạc từ Underground đi lên đúng không? Nhóm đó hay lắm luôn anh. Em có nghe mấy bài của nhóm đó. Thì mình có nghĩ là nếu cuộc thi đó tổ chức lần nữa thì mình có ý định là mình tham gia không? Có bao giờ hay là không? Tại sao? Sợ đứng trước dư luận quá à. Ra thì giống như em nói, em chỉ muốn làm xong rồi khi mà người ta thích người ta tìm đến người ta nghe thôi. Nhiều khi mình không nghĩ là mình đang có tài năng hay là gì để cầm đi ra ngoài thi thố gì hết trơn á, em không có cảm giác là mình có thể thi được mấy cái đó. Chỉ nói về cảm giác mình thôi, mình cảm thấy mình không phù hợp. Thì... lạ, tại vì anh nghĩ là nếu mà em mà đem b-boy thì cái đặc trưng của b-boy là phải đấu thi đấu thi đấu đúng không? Không, riêng về cái đó thì đó máu đi đấu lắm. B-boy thì chứ anh em đi đấu là mình đi theo đấu, tại vì không có ngần ngại gì mấy cái đó. Nhưng mà riêng về mảng nhạc thì em lại vô cùng từ tốn với mình luôn. Tức là em chỉ thích ở nhà làm nhạc như vậy thôi. Tại sao lại có sự khác biệt giữa hai cái môn nghệ thuật em cùng đam mê? Không hiểu được luôn, có một cái tâm lý gì đó kỳ lạ bên trong mình, nó luôn xung đột như vậy. Nhưng mà em cũng tôn trọng đó. Mình cũng không nhất thiết phải đưa cái tên hay là cái hình ảnh này nó ra cách hào nhoáng quá, nhưng mà cứ để người ta tự tìm đến và yêu thích nó thôi. Tại vì ban đầu thì em cũng ý muốn em nó cũng đơn giản để em chỉ muốn được chơi cái này thôi à. Sau này mà đã vô tình đã kiếm được tiền và có cách để kiếm tiền với nó thì thấy cũng đã may mắn lắm rồi, chứ cũng không nghĩ là muốn vươn xa kiểu gì. Nếu mà vươn xa thì mình sẽ vươn xa về kiến thức, mình sẽ tìm đi học hay là làm sao trao dồi với anh em hay là sao đó để nâng cao cái kỹ năng của mình, mình làm nó tốt hơn. Khi mà mình đã làm tốt cái gì rồi đó thì mình có trốn trong hẻm trong góc hay ở đâu người ta cũng sẽ tìm đến với mình đó. Hữu sợ tự nhiên hương á. Dạ dạ. Thì có thể chia sẻ luôn với các bạn là Lăng cũng là một người đó là như em nói nãy giờ, các bạn nghe có thể hiểu là Lăng là một người rất là quan trọng cái kỹ năng cái phải là thậm chí là cái việc trau dồi bản thân của mình á. Thì Lăng cũng có đi theo một cái lớp tới các bạn thôi ạ. Uống nước có ga nó bị ợ vậy. Thì Lăng có đi theo học một cái lớp về nhạc cụ đúng không ta, với là sơn đúng không? Dạ, em học một cái lớp sản xuất nhạc, sản xuất làm nhạc. Về beatmaker. Chung lớp, chung khóa với anh Sơn trong dịp gần đây. Thì nói chung thì trong khoảng thời gian này em cũng có nhiều thời gian hơn đó, với có khả năng rồi là muốn đi học thêm cho mình biết thêm. Gần như là có thể gọi là em là indie luôn á, tức là nếu em học vì em biết thu, biết mix, biết cầu giờ biết làm beat, cả sáng tác, cả rap, cả melody đó, là lúc đó là gần như em là indie luôn, một mình em
sản xuất hẳn một bài nhạc của mình luôn đúng không? Thì đó, em ước mơ là nếu mà tới năm 30 tuổi á, thì em muốn mình bắt đầu với cái sự nghiệp là làm nhạc sản xuất. Nếu mà mình không biểu diễn nữa, cái công việc gần nhất để mà mình được chơi nhạc đó là mình làm sản xuất anh. 30 tuổi thì vẫn còn đủ trẻ để làm nghệ sĩ biểu diễn mà, tại sao lại trước vậy? Đi, tại vì thời đại bây giờ nó đang rút gọn nhiều lắm rồi. Chớp mắt qua 1-2 tháng là cái mọi chuyện nó cũng đã thay đổi đi nhiều rồi, đúng không? Thì em thấy là cái thời đại 4.0 nó làm mọi thứ đi nhanh hơn nhiều á. Vậy là thì cũng có, anh cũng có hiểu ý em á, tại vì anh cũng một người bạn đó là Nguyễn Đình Vũ á. Dạ. Nguyễn Đình Vũ thì nó nghe con biết là cũng làm về nhạc sĩ và là sản xuất nhưng mà thu nọ kiểu, thì nó từng nói với anh đó là nó vẫn tập trung vào cái mảng là về nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc nhiều hơn, tại vì nó kêu là ca sĩ thì cũng sẽ có một cái tuổi thờ tuổi đời tới đó là hết rồi, còn như là cái ngành kia thì nó sẽ làm hoài được, đúng không? Mà do em á thì thường em không có kiểu như mình cũng thích biểu diễn nhưng mà mình bị hạn chế cái tâm lý do có một số nơi mình sẽ biểu diễn không có thoải mái và mình không có làm tốt nhất được. Ủa tại sao ta? Những nơi như thế nào mà em lại không thoải mái? Kiểu những chỗ mà nó bớt hip hop một chút. Thì cái cảm giác của em lên đó kiểu cái không gian nó không thuộc về mình nữa, mình biểu diễn nó không có thoải mái lắm. Thì em giống như cho nên là em cảm thấy là có thể em chơi nhạc tốt, có thể em chơi nhạc tốt nhưng em sẽ không phải là một cái ca sĩ hay là một cái gì đó biểu diễn tốt. Thì em thấy như vậy cho nên là trong cái giống như ở nhà đi, bình thường anh ở nhà khi mà anh muốn suy nghĩ với bản thân anh á thì em suy đi nghĩ lại thì em thấy em phù hợp với cái việc là làm nhà sản xuất, đứng sau nhiều hơn là đứng trước. Giờ đứng sau nhiều hơn, cảm giác lúc mà mình đứng sau hay mình đứng trong phòng thu hay là mình đứng đóng góp cho ai đó một câu gì đó, ví dụ như mình góp ý cho người ta về cái việc cái này thấy thiếu một xíu, cái kia thêm một xíu hay là sao đó, mình thấy phấn khích hứng thú với cái việc đó hơn, nó vui. Đúng rồi, em nói anh cảm giác như là anh cũng có một người anh làm trước đây anh cũng làm về ca sĩ. Ca sĩ anh không gọi là ca sĩ thực chiến mà anh thi những cuộc thi như sau mà điểm hẹn cũng vào sau hoặc đồ voi nọ. Nhưng mà bây giờ anh lui về anh làm người, anh làm thầy giáo dù anh không còn, anh chỉ sinh năm 87 thì vẫn còn một cái độ tuổi trẻ có thể hát được, nhưng mà anh nó lui về anh làm sản xuất và sau này anh làm về thầy giáo, tức là người ta chọn cho mình cái con đường là một cái người truyền lửa và cái người hướng dẫn giúp cho những người khác nhiều hơn là có là không phải có người thì sẽ đặt mình ở cái ánh đèn nhiều hơn, có những người thì người ta lại thích lui về cái hậu trường và họ cảm thấy là cái việc mà họ truyền đạt được những cái kinh nghiệm của họ tới một cái người khác thì cũng là khiến cho họ hạnh phúc, giống như là họ được chào đón những cái người học trò của họ được chào đón hay sản phẩm của họ được chào đón thì họ cũng đã hạnh phúc rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì giống như anh làm cái việc gì mà anh cảm thấy thoải mái và anh cảm thấy anh vui vẻ và anh làm tốt nhất được đó, thì cái công việc đó dành cho anh đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều khi thì về cái việc hai cái em cũng không có giống như là nó cũng không hạn chế quá là khắt khe là mình phải như thế này thế nọ hay là sao, nhưng mà kiểu như biểu diễn thì vẫn biểu diễn được thôi. Nhưng mà cái tâm lý của mình nó chuẩn bị sẵn sàng mình có vui vẻ hay là mình có thực sự rất là fresh cho ngày hôm đó để mình biểu diễn không. Thì nói vậy, như em biểu diễn ít thì em cảm thấy ok. Mà nếu mà em làm luôn tuần ngày này qua tháng nọ mà ngày nào em cũng đi diễn thì chắc chắn cái mood của em nó cũng sẽ không good lắm. Mặc dù có show thì mình sẽ có tiền đó, vui á. Nhưng mà đúng rồi, có những người thì người ta thích lúc nào cũng phải sân khấu phải đỏ đèn, nhưng mà có những người như em cái khác, cái sự khác biệt đúng không? Em thì em thích theo kiểu là làm ra được một mớ nhạc. Rồi khi mà trong cái thời gian mà mình xây dựng được một cái hình ảnh hay là một cái tên cho mình rồi á, lúc mình làm một cái show để mà mình đi tour đây đó thì mình chỉ ôm đóng nhạc đó ra để mình show hết nó đã hơn. Thì mọi thứ giờ em làm cũng để xây dựng cho việc đó. Em vẫn đi diễn để mà mình duy trì cái việc là mình có tương tác với khán giả. Gần đây vẫn hạn chế đi rất nhiều, là em cũng ít nhận show rất nhiều. Gần đây có thấy em có một cái track với lại Emma là chuyện tình căng đáy. Lúc đó là anh còn chưa để cái tên đâu nha anh ấy. Căng đáy là ý là anh cứ hiểu theo đúng nghĩa đen là căng đấy đó, ý là cái nó căng đó đó. Cái sau cái anh ấy đầy ngồi có anh không nhớ là sao mà thì anh mới biết đọc lá là cây đắng. Cái tên là của em đặt nguyên cái bài đó là em sáng tác luôn hả hay là như thế nào? Bài đó thì em đồng sáng tác với anh Khoa Nguyễn, nhạc sĩ Khoa Nguyễn. Đó thì
anh Khoa viết melody, còn em thì viết rap, là hai anh em tính collab với nhau. Nhưng mà anh Khoa đưa bài đó cho em Ma rồi rủ em collab. Thì em cũng nhận lời em làm luôn, tại vì ai thích làm thì mình làm thôi. Thì sau đó quản lý của em Ma mới hỏi là, lúc đầu là bài đó tên là Chuyện Tình Cay Đắng. Cay Đắng. Ừ, nghe, bà nói nghe tên đi. Nghe thường quá. Xong rồi bà hỏi giờ có cái tên nào nghe cho căng căng không? Có. Tên gì? Chuyện Tình Căng Đáy. Cay Đắng là căng đáy. Em nói giỡn thôi ba. Bà lấy cái tên luôn. Vậy luôn. Nghe cái tên đó là thực ra là một cái tên đủ ấn tượng để người ta muốn click vào nghe. Bây giờ nếu mà gọi là về muốn yêu đúng không? Thế căng đáy là như thế nào? Cái nhấn vô kia thử. À hiểu. Thì cái đúng không? Có thể là với anh em mình có hỏi về cái đó, nhưng mà nó ồn các bạn. Dạ. Nhưng mà anh em có thể hỏi chi tiết hơn là cái câu chuyện đó là có đời thật không em? Cái chuyện mà mình bị như em biết cái boss rap của em vậy đó. Thì chắc chắn anh nghe, nếu mà anh thấy có đồng cảm hay anh thấy nếu mà nó có tính chất thực tế thì chắc chắn là thiệt á. Thiệt đúng không? Tại vì cái góc độ để mà viết về một cái người bạn đang chia sẻ với một con bạn nó bị thất tình mà mình cứ đâu, mình không phải là người yêu hay là gì hết trơn mà. Cái tâm lý đó khó diễn tả lắm. Còn, nhưng mà cũng may có thể những người mà yếu tâm lý người ta sẽ nghĩ là cái con này nó thích mình, nó có một chút cảm tình với mình thì nó mới chia sẻ với mình, nhưng mà đến khi là có nó lại có người yêu mới thì cảm thấy nó cay đắng lắm các bạn, đúng không? Cái em có biết forum VOZ không ta? Dạ. VOZ Vodger hay gọi là Vodger á. Nói chung là trong đó là hay có những cái kiểu mà như cái tình trạng như là nó là Renzo lên chia sẻ quá, em bị Renzo hay bị Renzo nó ghê cái đó. Em thấy còn trong cái vơ em biết thì em chỉ phân tích từ mấy cái chuyện đúng thiệt là em đôi khi nó thấy trên Facebook, còn đôi khi nó xảy ra với trong hoàn cảnh của em nữa. Uống mấy kiểu bạn bè đắt gì có ghệ gọi đi uống cà phê đó giờ đi chơi đó. Nhưng mà ngược cái là thằng trai thôi. Gọi đi uống cà phê đéo, đi chơi bồ, đi coi phim, đi này đi nọ. Giờ đi mình cái chân xù bồ kiếm mình hoài rồi. Chán. Thì có một vài cái chi tiết nói chung kể thì kể hoài cũng không hết được. Nhưng mà một vài chi tiết đó em cứ ngắt ra rồi em lại thấy nó phù hợp với cái này. Biến tấu lại để nó phù hợp cho cái vai nam và nữ. Dạ, cái tâm lý đó nó cũng chạm tới rất là nhiều người luôn. Cho nên thành bài đó đã cũng được tương đối gọi là được đón nhận với nhiều fan ha. Thì thực tế em viết thì chỉ có thể là từ em hiểu sao em viết vậy thôi, chứ bây giờ nói mà em mà không có cảm nhận đó mà kêu em viết thôi thua. Có giờ có trả tiền tôi làm cũng được, cái đừng nói chi vui vui làm. Bây giờ có một cái điều mà anh hơi ngạc nhiên xíu là khi mà đó là anh hay đặt một cái topic trên kênh YouTube của anh, cái tab cộng đồng á. Dạ. Là anh đặt thường anh mời khách mời nào thì anh hay đặt một câu hỏi là các bạn nào muốn hỏi cái người khách mời này cái gì á thì hãy đặt câu hỏi đây để anh hỏi. Thì không biết tại sao mà Lăng là bị cái vấn đề là anh có thằng anti nha, anh thì vấn chắc đề em... nghe vấn đề xạo vậy anh. Ok, anh cứ hỏi đi. Thường là mấy người kia thì ai cũng có anti, mà thường ít đó, anh hơi ngạc nhiên tại sao Lăng nó bị mấy thằng vô kiểu hỏi sốc nhiều vãi lồn luôn đó. Ủa em biết nó ở đâu luôn á. biết đâu luôn. Sao đâu anh cứ hỏi đi. Em cũng thẳng thắn trả lời cho nó biết nếu mà nó đang thắc mắc gì về em á. Kiểu nó đó anh hơi ngạc nhiên đó. Ủa sao cái này chắc là giống như là sao versus anti fan luôn á. Dạ. Kiểu vậy luôn á, kiểu nó ôm mấy sao mấy khứa vô hỏi sốc lăng mày ra luôn, không biết có chuyện gì. Em cũng biết sao, em đâu làm gì tụi nó đâu mà nó cay em chứ. Em thấy em cũng thân thiện lắm luôn. Rồi để coi nè. Hồi hộp quá. Hỏi từ câu nhẹ nhàng trước đi. Bây giờ hỏi là cho em hỏi Lăng LD có câu trong bài, có bài gì đó là ông già ta làm gangster. Bạn có thật hay xạo vậy ạ? Em thắc mắc lâu lắm rồi. Thì cái thời điểm lúc mà em, cái năm mà em mới lên Sài Gòn á, thì lúc đó ba em không còn hoạt động về cái mảng gọi là tứ đổ phường và cho vay tiền góp. Trong mấy lần bất ngờ thôi, khi mà trước khi mà em ra bài đó thì trong lần đó em đi về nhà em thì em giật mình con mẹ nó luôn.
Tại vì em bước vô nhà em toàn là sầm bài không à. Còn đằng trước nhà em là có mấy thằng lính của ổng nuôi đồ cái chục con gà trong bội, chỉ đứng chăm gà cho ổng thôi. Ủa nhưng mà đất ba, nếu là ba em thì từ nhỏ lớn em phải thấy cái chuyện đó em. Không, tại vì trước đó nhà em làm ngành nghề khác anh. Trước đó nhà em làm kim hoàn. Trước đó làm về làm dây chuyền này kia. Nhưng mà do cái ở đó xây lên khu công nghiệp, bắt đầu người ta dân cư người ta đổi làm khu nghiệp nhiều hơn, có nhiều đãi như bảo hiểm này nọ nữa. Không có thợ làm. Rồi cái nghề đó ở cái Tiền Giang thì nó rất là phổ biến luôn, ai cũng làm á. Đâm ra nhiều khi mình không có đồ làm nữa. Thì cái nó bớt đi. Thì ba em mới chuyển hướng thì vô tình cũng làm nó luôn. Cũng không biết sao hết trơn. Ghê ra là vậy. Có thằng nó hỏi cái câu mà anh không hiểu ý là sao? Mậu thân là năm mấy hả? Là cái vụ có liên quan là sao? Cái đó thì mậu thân á là cái năm sinh của ba mẹ em luôn. Nhưng mà cái đó chắc nếu mà ai muốn hiểu thì hiểu, ai muốn hiểu thì không hiểu được thôi. Tại vì trong cái bài mà lúc mà em diss ngoài đó thì nó cũng đã là một cái bài tròn rồi. Rồi. Nó có hướng thực tế gọi là chi, mình đang rồi. Muốn là thể hiện cái gì đó với ai. Mình thực tế trước giờ em cũng không có nhu cầu, em cũng không có chơi về cái dòng gọi là battle hay là diss gì gì hết trơn. Mình không có cảm thấy bản thân mình hiềm khích được gì á. Nhưng mà do cái cuộc beef đó xảy ra, nó cũng không nhắm về em nữa. Nó nhắm về OTD. Thì nó khè OTD trước từ cái inbox. Rồi em lại rủ cái homie đó gọi là battle. Em rủ thẳng luôn, nếu mà nó cảm thấy cái gì đó không hợp lý thì mình có thể battle của tao. Xong rồi cuối cùng em mới biết là nó cố tình kỳ kèo và dàn dựng thôi. Thì khi mà em battle với thằng đó không rẹp em nữa. Nó rẹp em cũng vô cùng rất là xàm luôn. Và những thằng khác nhảy vô. Cái vụ bài, cái vụ Bắc Nam gần đây, cái vụ ngoái kia phải không? Thì mình thấy nếu mà bay chơi nếu phải lay được thôi, tao cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Tại vì bản thân tao tới thì đi chơi thôi, tao đâu có quan tâm mày đang nghĩ gì đâu, tao chơi cho tao thích mà. Còn về cái mậu thân á thì dám cam đoan với anh thì tao không có đéo sai đâu được, tại vì em không thể nào quên năm sinh của ba má em được. Rồi nè, có một cái câu này, ủa hồi nãy anh thấy không biết nó có xóa không ta, nhưng mà đại khái là nó kêu là có hai cái comment là cu này là thằng hay bị Billy Rick dùng một từ lặp đi lặp lại hoài phải không ta. Ủa là sao ta? Có không? Có đâu đúng không? Tức là nó kêu là em là hay bị Billy Rick cứ con từ cứ lặp đi lặp lại hoài để cho hết 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 verse này, hết cái gì đó, hết câu hay gì đó. Cái đó nó nói là em không hiểu, nhưng mà anh có nghe nhạc em thì chắc... anh thấy cái gì đâu mà em thấy lạ. Nó ủa sao nó hỏi gì kỳ vậy? Rồi có hỏi là em có người có đứa còn nói là em hay ép vần. Ép vần? Kiểu gì gì đó. Nè sao bài biết Phúc Du của Lăng ép vần thế nè. Hầu như là em không hề có diss Phúc Du hay là diss Rick Choi luôn. Hầu như bài của em chỉ rẹp đúng một cái thanh niên đó tên là K. Một chữ K vậy nè. Thì do thanh niên đó cà khịa bên nhóm của em trước, mà nó chỉ qua từ một cái inbox nó chat với gái mà. Nó chat group với lại mấy em gái ngoài Hà Nội, thì mấy em đó kiểu cứ tân bóc OTD với em. Nó cay lên, nó cay rồi. Thanh niên nó cay và cứ vô nói là mấy em đó có gì đâu bla bla, xong rồi cái nó lại inbox nó khịa mình. Thì mình cũng chấp nhận bê đồ nó thôi, nhưng mà em không nghĩ là từ cái việc đó nó sẽ phát sinh ra nhiều nó vậy. Nhưng mà sau cái việc đó thì em thấy mình cũng ngu. Nhưng mà sao tại vì thấy đôi khi cũng cần trải qua một cái để biết cái nào đúng nào sai. Thì nếu mà bây giờ có một cái sự việc trận hai miền mà nó bắt đầu vậy thì em có chắc là sẽ không tham gia nữa hay là sao? Dạ sao anh? Nếu mà vẫn có một cái sự việc là giữa hai miền diss nhau giữa hai miền vậy thì sau này em có tham gia đúng không? Em có nghĩ là mình sẽ tham gia không? Nếu mà chuyện tương lai thì không nói trước được, tại vì nếu mà nó đụng tới, nếu mà mình chỉ hip hop mà mình có sự tự tôn của mình. Nếu mà nó đụng tới những cái thứ mà mình bảo vệ và yêu thương thì chắc chắn mình sẽ đứng lên, nếu không bao giờ mà mình kiên trì hết trơn anh. Kể cả này, cái là khi bây giờ em thành tựu, em đã lên TV này bao nhiêu, nhưng mà em cũng không ngại cái việc là phải nhảy vào battle. Tại vì battle, nếu mà nói về battle hay là diss nhau thì cái chuyện đó nó không có nằm ở cái chuyện là anh ở TV anh ở đâu, nhưng mà nó chỉ nằm ở việc ngôn từ của anh nó sử dụng như thế nào thôi. Em có ngại nhưng mà em không ngại cái thua thiệt của em là em đã
em chỉ quan tâm đến cái việc em chơi nhạc cái gì thôi anh. Em chỉ nói về cảm nhận của em hay em feel gì em làm đó thôi, chứ em đâu có đặt về cái chuyện là em sẽ đi tìm hiểu người này người nọ người nọ người nọ để em biết nó như thế nào và em phát biết nó đâu. Niệm phát đúng không? Anh có tin là em diss tụi nó, em reply tụi nó mà em không biết gì về nó thì buộc lòng em làm gì, em chỉ có thể thể hiện em show the skill thôi, chứ em đâu có làm gì được khác đâu. Và em đã thể hiện bản thân em rồi, bài đầu là em show kêu á, còn sau cái bài đó thì tụi nó ùa vô, nó ùa vô quá trời bài diss luôn, thì em cho anh ngược lại luôn, tôi cho anh bài cho tụi bay nhảy nhõm, tụi bay suy nghĩ, tụi bay làm cái mẹ tụi bay luôn. Tụi tao đâu có để tâm đâu. Có một câu hỏi luôn là cái này hình như là hồi thực ra trong một trong những cái lần anh em mình phỏng vấn thì cũng có hỏi, nhưng mà cuối cùng nó không lên sóng được, thì hỏi lại là Lăng có một từng một thời gian trong Jiva phải không, và trận chiến của OTD và Jiva bắt đầu từ đâu, chị em nhiều chuyện chút xíu hi. Thì hồi đó là em biết Tikan đầu tiên. Lúc đó là còn nhỏ xíu luôn mà dám chạy lên Châu Đốc chơi 2 ngày đó không à. Thì quen anh em bên Jifi là trước cái trận chiến nó xảy ra, nó cũng không biết nói như sao nữa, nó chỉ là vài cái sự hiểu lầm hiềm khích thôi à. Tại vì cái lúc mà em đã làm OTD á, là em có anh em có gặp nhau ở Trà Vinh chung với G5, có chụp chung tấm hình nữa. Thì lúc đó có rủ làm OTD, thì bây giờ OTD nó không phải bao nhiêu đó con người tụi em. Tụi em muốn làm nó thành một cái cộng đồng cho miền Tây. Nhưng mà mấy anh em nói bên G5 thì nói là sẽ suy nghĩ rồi có gì sẽ báo lại, rồi mình cũng đưa ý tưởng mình làm như thế nào thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì anh em về biến tấu nó lại để anh em làm, nhưng mà anh em không có làm chung với mình. Thì mình thấy bức bối về chuyện đó thì nó mới nảy sinh ra mấy cái vấn đề. Anh nhớ lúc đó còn có vụ gì mà cái nào là nó là đạo ý tưởng rồi bài hát rồi cái gì của nhau đúng không? Kiểu miền Tây đều bông lúa rồi. Lúc đó mình rất là phân vân luôn, tại vì mình là người đứng ở cửa giữa, bên nào cũng là anh em hết trơn á. Nhưng mà mình rõ ràng mình đứng ở giữa nên mình thấy mình biết ai đúng ai sai với cái câu chuyện đó, hoàn cảnh đó. Nhưng mà về sau thì em vẫn gặp zombie, vẫn cà phê bình thường. Để ra bây giờ anh thấy anh em cũng mình hôm qua còn thấy khi mà Ricky ra bài còn thấy zombie vào khen đồ cái kiểu là mình, nếu mà mình mỗi ngày mình đang già đi thì cũng như mình cũng cần phải trưởng thành hơn anh. Hôm qua mình có thể ngu nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ bớt cái ngu đó của mình lại, mình cũng phải gọi là sao đâu, tiến về phía trước, tiến về phía đúng trước rồi, tiến về phía trước thì mình bỏ bớt đi những cái mà nó qua thôi. Cho nên cũng hợp tác phát triển nhau thì nó vẫn tốt hơn là cứ đấu đá lẫn nhau đúng không? Nó chỉ khiến cho mình ai cũng phải trẻ người non dạ, non dạ hết trơn á. Nhưng mà nếu mình cứ ôm quá khứ mình sống thì mình mới là thằng ngu. Cho hỏi Lăng LD là người fit cùng Lăng trong bài This Fuck You là ai vậy? Ủa bài đó làm solo hay là fit với ai? Cái bài, một bài đầu là em solo. Anh em nói là em đâu This Fuck You đâu hả? Mà sao nó lại hỏi là thì, ai? Thì do tụi nó nghĩ là em This Fuck You đó anh. Thì cái bài bài thứ hai là bài... cái thằng gì? Black Green. Black Green, một thằng em ở Bình Dương, thì nó nhắn tin với em, nó xin em làm giúp chung. Em cho nó phía thôi, nhưng mà nó lại đi diss Phúc Du. Hiểu rồi, cho nên là chụp mũ em là làm diss luôn đúng không? Trong một bài nhưng mà chỉ có một người diss Phúc Du thôi đúng không? Kệ đi anh, muốn giờ muốn nói sao cũng được. Tao diss Phúc Du luôn, cũng được, không sao, mày cứ nghĩ. Có thể nhiều điều người cứ hỏi là Lăng LD là ai hay là sao, nhưng mà có cái tên của Lăng đúng không? Có cái tên của Lăng đã từng bị em với Lục Lăng hay bị nhầm lẫn với nhau, em có kể về cái tên, cái nguồn gốc cái tên đúng không? Có, anh không biết là em có từng chia sẻ nhiều chưa, nhưng mà có thể là thông qua chương trình này mình nói lại thêm một lần. Thì em cũng biết nói sao, tại vì cái lúc mà em gặp zombie thì zombie nói với em là thằng Bọc ở nhà tên là Lục Lăng. Nhưng mà rõ là những cái năm đó, vào cái năm mà em nhỏ, anh em vẫn ở G5 hoạt động với nhau đó, thì anh em cũng biết em tên Lục Lăng mà. Nhưng mà giống như lúc đó em lên em nói vậy thì cái sự bức xúc của mình và mình bồng bột để mình nói ra là mấy anh làm vậy là rõ ràng anh muốn khịa tôi hay sao. Nhưng mà thực tế nếu mà em nói tên vậy thì nó cứ tên vậy thôi cũng được, không sao. Tại vì tôi không biết rõ quá. Trước đó tôi biết nó bên BIB Real. Nó chơi B-Boy chung với một thằng tên là Phú Nhỏ, hai thằng nhỏ, một thằng tên Bọc, một thằng tên Phú.
thì tôi biết hai đó, nhưng mà sau này nó chơi rap thì nó lại tên Lục Lăng. Mình thấy suy nghĩ là tại sao nó lấy tên của mình đúng không? Tại sao lại là Lục Lăng, mày không thể đặt một cái tên khác hay sao? Tại sao trước đó gọi mày là Bọc nhưng bây giờ mày là Lăng? Và tại sao hồi đó tao trong đó tao tên Lăng, anh em cũng biết tao tên Lục Lăng mà. Nhưng bây giờ mình lấy tên Lăng LD nhưng mà mình vẫn tên Lục Lăng mà. Nhưng mà thì bây giờ cái mình cũng đã khẳng định được cái con người, cái vị trí của mình rồi đúng không? Thật ra tới bây giờ nó mọi chuyện nó đã đơn giản đi nhiều rồi. Tại vì mọi thứ cũng chỉ là một cái bề nổi thôi anh. Nó vẫn là cái tên thôi. Cái tên là cái gì? Để người ta gọi và người ta mường tượng ra đó là ai, người nào. Không biết thì hôm nay nhìn mặt và thấy tên sẽ biết. Còn đã biết thì cứ nhắc đến tên thì biết đó là ai thôi, chứ mình cũng không quan tâm. Tại bây giờ thích thì mình đổi tên khác mình chơi tiếp. Cái anh em mày giống cái sự việc là anh ta hay nhầm anh với thằng xấu Google, mà anh lại y chang em là sao? Là anh chơi trước thì anh lớn tuổi hơn mà. Anh lấy cái tên này từ lâu lắm rồi. Và thực ra xấu Google, xấu Google là hai cái, tức là người ta hay, anh rất là người ta nhiều người người ta lại hay biết tắt cái tên của anh, xong có nhiều người người ta lại tưởng anh là thằng kia, mà trong khi thằng cu kia nó đã từng nói với anh là thực ra là nó nhỏ hơn anh, mà nó kêu là ngày xưa nó coi những cái sản phẩm của anh thì nó thích, cho nên nó mới lấy cái tên nó giống anh, và nó cũng lấy cái hồi xưa cái logo nó cũng giống anh. Thì nó nói vậy, tức là nó thẳng là nó giống mình chứ không phải là mình giống nó, tại mình đi trước mà. Mà sau cái đến khi anh lên có nhiều đứa cũng không hiểu, nó kêu thằng này lấy tên giống bất chứng thằng kia chứ, ủa tại sao tao là thằng lớn thôi đi trước, tao là cái tên nó từ đâu rồi, tại sao tao mới nhiều người vẫn vậy. Và bây giờ tới tận bây giờ vẫn còn nhiều người tưởng hai người là một nha. Khó chịu cái gì đó một tí. Tại vì cái mình không thể nào kiểm soát được cái người biết trước với cái người biết sau, là người ta có thể tiếp cận sau và người ta biết cái người đó, dù cái người đó là sau nhưng mà người ta là biết cái người đó trước thì người ta lại nghĩ là cái đó là trước, đúng không? Thì nói chung là nếu mà mình đã xác định để mình làm cái gì đó to lớn thì mình nên biết bỏ bớt những cái tiểu tiết không đáng, những cái nhỏ lặt vặt mình nên bỏ qua thì mình mới nhìn được mấy cái lớn rồi. Anh thì chỉ khó chịu một cái chuyện là hay bị nhiều người tới, nhiều đứa nó tưởng là anh là thằng kia cho nên hay kêu gửi nhạc. Hồi mà anh mới nổi là anh còn chưa để ý cái chuyện là người ta nhầm người đâu. Nó cứ gửi nhạc, nó kêu anh ơi đăng lên kênh của anh giùm em, cái anh suy nghĩ ủa kênh anh làm phỏng vấn mình đâu có phải là kênh đăng nhạc, nó sao tụi nó cứ kêu mình đăng nhạc làm cái gì. Cái sau này mình mới hiểu kia là nó làm kênh đăng nhạc cho nên tụi nó tưởng mình là thằng kia video like cho nên nó kêu mình nhờ mình đăng lên đó. Có nè, anh cho hỏi anh Lăng LD có ý định với nhạc gang không ạ? Nhạc gang nhỉ? Gang. Không, thường nếu mà mình chỉ riêng về em thì em chỉ làm có hai thể loại thôi. Nói hai thể loại thì cũng không đúng, nhưng mà thường nội dung á, nội dung nhạc của em á, một là làm về lớp đi, tình yêu đi, bình thường. Còn hai là xã hội, cuộc sống thôi. Chứ gang thì mình cũng không biết mình gang cái gì giờ. Mình đâu có hoạt động trong băng đảng, đâu có buôn bán gì đâu mà làm cái đó đúng không anh? Dạ như là em đã từng chia sẻ là em không có quyết những cái mà nó không có thuộc về mình đúng không? Không phải là cái trải nghiệm của mình đúng không? Cho em hỏi là anh Lăng dạo này sao không ra nhạc vậy ạ? Thật sự là anh cũng thắc mắc cái đó, là tại vì anh thấy em có nhiều cái demo hay lắm nha, nhưng mà lại thấy em rất là ít, không có release những cái track. Là sao ngủ đông lâu vậy em? Vì em quá yêu nó đi, đâm ra em muốn làm nó tốt nhất có thể rồi. Bản thân mình cũng đã cố gắng làm nó như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn thấy nó chưa đủ. Là thay sao vì là đem cho người ta nghe với một cái cảm giác cũng hay đó, thì em lại muốn nó là nó hay quá. Tức là mình trau chuốt về cái mình đang ngâm nó lại để mình trau chuốt về phần viết, hay là mình trau chuốt về cái phần quality? Về quality á anh. Thì cái bài đó người ta thích gì cái nội dung rồi, mình đã làm được cái nội dung đó rồi, nhưng mà về cái khả năng của mình để mình làm cho nó thành một sản phẩm chất lượng thì nó vẫn chưa đạt tới được. Thì chỉ mong muốn là có thể làm cho nó chất lượng. Nhưng mà đó là em sẽ produce luôn hả? Hay là người khác làm biết? Chắc là không. Tức là em chỉ là người control trong cái giai đoạn sản xuất thôi. Chứ chắc chắn bản thân mình làm ôm hết việc mình làm không tốt hết được, mà phải chọn hoặc là chỉnh sửa hay là thay đổi nhiều cái option khác nhau để coi cái nào nó phù hợp nhất. Cũng như bài tay quăng lady lúc đầu là làm về trap, nhưng mà sau này em lại muốn đổi lại thành bolero. Hồi nãy Lăng có chia sẻ Lăng rất là muốn mời Tùng Chùa đó bạn. Ở đây không biết là có bạn, chắc là cũng nhiều bạn biết Tùng Chùa đúng không? Ông đó là kiểu em lấy chồng Đài Loan, em theo ngoại kiểu.
không biết cái hút là ăn chắc luôn. Kiểu nghe nó đúng kiểu rất là đời và kiểu nó chát chưa chát. Tại vì cái hút đang bo là em gõ bo em viết. Ừ. Viết bài đó. Là viết được cái hút xong rồi mới kiếm cái beat. Ừ. Rồi mới viết cái phần rap. Đó thì nghĩ lại mình ổng là người truyền cảm hứng cho mình làm cái phần đó thì bây giờ mình nếu mà có khả năng tốt nhất mà được á thì mình connect được với ổng để mà mời ổng hát cái phần đó điện thoại quá tuyệt vời luôn. Ông nói là điện thoại luôn á, kiểu với anh em bây giờ anh thấy kiểu là như ai mà cỡ chạc chạc có anh em mình trở lên rồi là nhỏ cũng nghe ông nói nát đĩa. Nghe mấy vô luôn. Nhạc chế trong tù. Rồi nhạc chế trong tù. Tuyển tập nhạc chế. Ở chỗ sau này có YouTube mới, đó là xưa nghe mà không cứ thắc mắc là không biết mặt mũi ông này ra sao nha. Đến khi là lớn có YouTube mới biết nữa là thấy được mặt ổng mới thỏa mãn á, chứ hồi nhỏ nghe đúng cái mắt ổng biết ông này mặt mũi ông sao, cứ nghe cái giọng ổng đi. Đã hả? Đã. Nghe sướng sao. Mà cái việc em quan trọng quality này, em rất là giống Sơn Beatbox á. Dạ. Tại vì anh có làm việc với Sơn về những sản phẩm hay là Sơn cũng làm produce mà biết chứ em cũng biết đúng không? Em thấy Sơn làm rất là kỹ nha, mà Sơn phải gửi qua những người mà dạng như là có tai nghe tốt hơn là đó để họ coi có lỗi gì không, đó là như em nói là làm phải quality, rất là tập trung vào quality để như là người ta nghe người ta không phải nào mà chê những cái điều cái điểm đó được á, đúng không? Ừ, anh Sơn cũng là người mà em ngồi lắng nghe với lại cũng trao dồi được nhiều lắm, anh cũng chỉ cho em nhiều cái. Ok. Rồi. Lăng LD có thực sự là OG? OG. OG. Original gang hả? Original gang chắc là vậy. Nếu mà hồi nhỏ thì cách đây vài năm thì chắc có thể á, tại vì lúc đó hết sồ lắm. Mà bây giờ mình định hình được con đường của mình rồi cho nên mình cũng phải dần gọi là sao ta? Chuyển thành lên. Lành tính đi dần. Lành tính rồi không? Tại vì mình chỉ được chọn một thôi, nếu mà muốn cuộc sống bình an và kiểu gọi sao ta, bình an và nó phát triển một cách bình thường á thì nó nên như vậy. Nếu là các bạn nào mà có coi Người Trong Giang Hồ thì có thấy Đại Ca Bê nó một câu rất là nổi tiếng các bạn, là làm giang hồ là một chân để trong quan tài còn một chân để trong tù, đúng không? À, nói chung là nó chỉ tới đó thôi à, nó chỉ tới đó. Vậy là anh anh coi cái câu lời đó là cái câu mà em bỏ trong cái hút bài ông vua trong hút nhỏ luôn á. Ủa vậy hả? Giờ tại hồi đó dính phim Tàu mà đó anh em sống nghĩa khí lắm, giờ mình cũng sống nghĩa khí mà giờ tụi nó coi phim Mỹ tụi nó đồ nó bắn nhau. Cắt ở đây đi anh em, má ra ngồi xíu đi để anh em mình ngồi giờ vô đi. Hơi trời mưa, hơi quằn xíu các bạn. Rồi nhưng mà vẫn tiếp tục chương trình về cái ghế xíu thôi. Rồi thì có một câu hỏi là Lăng LD có phải là OG không? Dạ. Trả lời không em? Nếu mà tính lại cách đây vài năm lúc mà mình chưa định hướng được là mình sẽ làm được cái gì tốt thì thời điểm đó em hơi hết sồ luôn á. Nhưng mà bây giờ thì chắc đã không rồi. Bây giờ mình lành tính hơn nhiều. Thì khi mà lớn hơn xíu thì em thấy là mình nên chọn một cái con đường nó thật sự ổn định. Tại vì sau lưng mình còn gia đình này kia nữa. Mình muốn làm bờ vai cho họ tựa vô. Nếu mà làm OG thì chắc là hoành tráng đó. Cuộc sống hoành tráng đó, kiểu sóng gió đời trai đồ á. Nhưng mà nó ngắn ngày á. Nhưng mà do em là con trai một trong gia đình thôi cho nên là em biết cái trách nhiệm của em là gì cho nên là cũng đã cố gắng để thoát khỏi cái điều đó rồi. Tại vì trong phim Người Trong Giang Hồ, Đại Ca Bê đã từng nói rồi các bạn, là làm giang hồ là một chân trong tù còn một chân trong quan tài đó. Vậy nên thật sự luôn, nói chung sao ta, nhiều khi cái làm giang hồ nó không có hoành tráng như trong view các bạn coi đó các bạn. Đôi khi mình cảm thấy nó ngầu mình thích vậy thôi, nhưng mà thực tế cái lối sống thật sự của nó sẽ đem tới nhiều cái nữa mà bạn sẽ phải hối tiếc á. Nếu mà lên đồn mà tiếc là anh có biết là... anh có biết cái trích mà đang chạy xe mà gặp công an là về không? Ủa lộn, ông Cang anh nhớ biết cái phần đó nha. Đang chạy xe ê là sao mà hạ thả tay ra, là sao anh không hiểu? Phải vậy á, để em đang đồn ý. Nãy giờ biết luôn á, nghe lại ta. Cái đó tính tép á anh chứ nó
Rồi ok rồi, hỏi thêm một hai câu nữa là được. Cứ giữ máy nha mấy đứa. Cái gì vậy ta? À mấy cái đó như bíp 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 là gì? Bíp bíp. Anh hồi chưa thì anh lúc em nói hồi chưa ấy luôn á. Còn nào biết OG nó nhìn nó biết. Cho em hỏi là OTD và DC Gun có dự án collab gì mới không ạ? Giờ anh em chơi với nhau thân thiết lắm cho nên là nói có dự án hay không thì nó cũng hơi quá, nhưng mà anh em cứ có nhạc mà collab được anh em rủ nhau chơi. Rồi như hồi nãy em có cái demo autotune đó là em fit với Tí Hon. Có thể là chia sẻ luôn là như em có thể chia sẻ luôn cái dự án với cái dự án mà gọi là cái dự định của em trong từ đây đến cuối năm á, chẳng hạn từ đây đến cuối năm đến đầu năm sau thì mình sẽ release những trách nào mình qua tháng này em có ra một bài với anh Khoa Nguyễn này em gì ơi đó, với một bài tới dịp sinh nhật của em là anh nhà quê. Hai bài đúng không? Có bạn hỏi là bài quay đầu là hip hop chừng nào ra kìa. Quay đầu là hip hop thì đang trong quá trình hoàn thiện, tại vì vừa làm xong beat, tại vì nó khá dài, nó tới 9 vơ lận, nhưng mà mình phải chỉnh từng vơ theo cái ý muốn của anh em là một phần, và cũng phải làm cho nó liên với nhau đó, thì nó hơi mất thời gian trong cái công đoạn đó. Bài đó là gần những ai ra anh cũng được nhé. Em với Lil Win, Khoa Weezy, Khánh Chay, rồi Rick, Rico, Bình Gon, Zoka, Cá Nóc. Đó, 9 người. Có thể chia sẻ là em có biết quay đầu không? Dạ. Có, em có tập sẵn đầu không? Có, em sẵn đầu, được. Sẵn đầu được luôn. Đó, em có cái trick là đá ngựa xuống rùa, xuống kéo lên xì quýt. Rồi xuống kéo, xong rồi lên hao lô đầu. Trời má, thì lên hao lô đầu xuống cái tre. Nghe kể là thấy khó rồi đó. Nhưng mà thực tế nó cũng chưa ngon lắm đâu anh, mấy cái lượt đó rất là bình thường. Bây giờ anh em trích ghê lắm rồi. Rồi, đúng rồi nè. Có một bạn chia sẻ cái này thì lúc trước em đi cà phê một mình, kế bên bàn anh Lăng và anh Táo, thì anh ý kêu em qua ngồi chung chơi nói chuyện. Em nhớ không lầm là ở quán Coco. Thì đúng rồi, anh với em cũng có lần gặp một lần, em với Pháo, anh với mấy anh em, anh gặp em với Pháo quán Coco, em nhớ không ta? Dạ đúng rồi. Thì ngồi sau lưng anh á. Em thấy anh rất thân thiện. Vậy khi lúc anh mới chơi rap có anh em nào giúp đỡ hay tạo điều kiện để nhạc anh được tới với nhiều người nghe hơn không? Thì giống như cái lúc ban đầu phỏng vấn mà em nói với anh đó, mình đến đó khi mà mình bắt đầu mình chơi rồi mình đi đó, thì nó mới rẽ hướng, nó mới có nhiều cái sự cộng hưởng bên ngoài vô. Thì nếu mà nói về cái bước ngoặt luôn á thì phải cảm ơn anh John H á. John H với anh Worm JB. Thời điểm mà em đang ở quê mà em được người ta biết tới nhiều nhất là nhờ hai người đó. Fit với em bài Ông Vua Trong Phút Nhỏ. Chưa từng nghĩ luôn. Tại mấy người đó mình chỉ có thể nghe nhạc thôi. Thời điểm đó mình chưa có nghĩ là Quang Chi Bi là một cái người anh nhớ anh có rất là thích một cái bài bài gì mà biết về mấy người nghèo ta, mấy đứa trẻ nghèo. Bài gì đó. Cái gì phố. Như con chim cứ bay là đà cái câu á. Em chỉ nhớ một vài bài của Quang là bài Sao Quét Phi Gan nè. Với gì vậy? Phố của tao 20 năm trước không có đèn đường, nhà thì toàn vách lá rồi gì vậy? Đất toàn nhà tường gì đó. Đại loại một số bài đó thôi. Hai bài. Cho em hỏi Lăng LD một ngày kiếm được bao nhiêu tiền hoặc một tháng kiếm được bao nhiêu tiền là gì để có tiền và sinh sống. Không biết hỏi thiệt là hỏi đi hỏi hay là hỏi sốc luôn á. Đây là Sài Gòn mà bạn muốn có tiền thì chỉ cần suy nghĩ thôi là có tiền à. Dạ. Ngắn gọn xúc tích đó. Vậy thôi, biết nói thì sao bây giờ. Cùng quê với tôi, học chung với anh trai tôi Tuấn Nguyễn, không biết là ai luôn. Tuấn Nguyễn hả? Học chung anh trai tôi nè. Chào em. Dạ. Hy vọng sẽ gặp lại anh của em. Cho em hỏi anh Lăng LD có thích FXR không ạ? Và anh ấy thích, câu nói có thích thì anh ấy thích ai nhất? Dạ. FXR có, dạo gần đây thì có nói chuyện với vài anh em bên đó nữa. Nhưng mà nói về thích hay không thích thì mình cũng không có đặt cái quan niệm nó vô lắm. Tại vì ai chơi hip hop mình cũng respect như bình thường hết trơn á. Ngay cả hay đờ luôn. Nếu mà mày hay tao cũng không có cách nào đó chối bỏ hay tao ghét mày được hết trơn á.
cái chuyện hiềm khích cá nhân là chuyện cá nhân, còn cứ mày chơi hip hop mày chơi nó bằng cái tâm mày tao tôn trọng mày thôi. Nhạc nào ra mình cũng nghe, nhưng mà nó sẽ riêng về cái gu cái nào để mình nghe hợp thì mình nghe thôi. Chứ nói thích thì cũng không dạ, không đúng lắm đó. Câu hỏi thì cũng một câu hỏi là Lăng LD có dự án nào sắp tới thì nãy mình có chia sẻ đúng không? Mà Ricky Style có còn trong OTD không? Tại vì em thấy như Ricky vừa tham gia vào tổ quà đúng không? Dạ không, Ricky vẫn ở OTD. OTD chỉ là một cái nhóm anh em miền Tây chơi với nhau, ai cũng có một công việc riêng hết. Nhưng mà khi mà anh em có cái game gì đó chơi với nhau để anh em tụ về anh em chơi đó, thì nó không có đặt nặng vấn đề là tổ chức lắm. Anh hiểu. Mình thông thoáng cho anh em mà. Rồi. Hỏi này rất là sốc nè. Hỏi Lan LD, theo anh trong trận biết của giữa anh và Phúc Du ai thắng? Hỏi. Ok, tôi đó. Thua cho sao cũng được hết trơn á, mấy bạn muốn sao cũng được. Tôi cũng được. Hay, thắng hay thua bản thân bạn phải biết, đúng không? Bạn thua 1, bạn thắng 10 nó khác. Với cái chuyện bạn thắng 1, bạn thua 10. Đó, nãy có bạn có hỏi là chừng nào ra lấy chồng Đài Loan này em nói chưa ta? Nãy có nói là bạn hỏi là có chừng nào em kiếm được chú Tùng vô. Thật sự luôn. Ok. Một cái buổi chia sẻ với Lăng rất là vui các bạn. Và thẳng thắn các bạn. Rất là thẳng thắn, có nhiều câu hỏi hay đơ. Giờ mới nhớ là Lăng nó tham gia chừng biết, cho nên nó cái phần đặt câu hỏi có mấy bạn vô hỏi kiểu hay đơ tí. Nhưng mà cũng vui đúng không? Sao em thêm fan tí. Không vấn đề, tại vì đôi khi mình cần có những cái cuộc như vậy để mình làm rõ với nhau hơn mẹ. Đó. Thì cũng cảm ơn Lăng đã hôm nay để dành thời gian tới với anh ha. Cũng cũng cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ rất là nhiều món quà đẹp với bạn. Và cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của Sói. Và cũng nhớ sau cái trận sau cái số này thì là ngày mai sẽ là cái số like thì sẽ là giữa Sơn với lại giữa Lăng với lại Thái Sơn Beatbox. Nó sẽ đặc biệt hơn tại vì Lăng với Sơn sẽ cùng mắc một con làm một con beat luôn. Bình thường thì là Sơn sẽ làm một con beat và nghệ sĩ sẽ like cho con beat đó. Em ké anh Nguyễn còn này là sẽ có sự kết hợp giữa Lăng và Sơn luôn, các bạn hãy đón xem vào ngày thứ sáu ngày mai nha. Và cảm ơn các bạn. Ở đây là 30 cô Bắc MC Hao. Nhớ like, subscribe, share. Thank you. Thank you. Rồi, cắt.